Các em học sinh thân mến, ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu chủ đề vai trò của ngành chăn nuôi và giống vật nuôi. Vậy chủ đề tiếp theo, chúng ta tìm hiểu là gì? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung bài học ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi như sau. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Giống vật nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi? Như bài học hôm trước chúng ta đã tìm hiểu, ở đây giống vật nuôi có ảnh hưởng quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Giống vật nuôi có vai trò quan trọng trong chăn nuôi, nó quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Vì vậy, muốn chăn nuôi đạt hiệu quả cao, người chăn nuôi phải duy trì công tác chọn lọc để giữ lại những con tốt nhất, đóng góp tối đa cho thế hệ sau và loại bỏ những con có nhược điểm. Việc đó gọi là chọn giống. Vậy, chọn lọc giống vật nuôi là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể vào bài học ngày hôm nay. Tiết 31, chủ đề chọn lọc giống vật nuôi. Chủ đề của bài học ngày hôm nay được tích hợp bởi bài 32, 33, 34, bao gồm những nội dung sau. Một đốn, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Hai đốn, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Ba đốn, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về chọn giống vật nuôi. Bốn, chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi. Năm, chúng ta tìm hiểu về chọn phối. Cụ thể, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nội dung bài học ngày hôm nay. Hình ảnh các em đang quan sát đó chính là một chú gà. Và chú gà muốn đưa ra câu hỏi cho các bạn như sau. Chào các bạn, các bạn có biết tớ được hình thành như thế nào không? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 1N. Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 1N, khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa. Trứng, thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử sẽ phát triển thành cá thể non. Và từ cá thể non lớn lên sẽ phát triển thành cá thể trưởng thành. Sau đây các em cùng quan sát một đoạn phim ngắn về sự phát triển của phôi trong quả trứng. Ở đây chúng ta có thể thấy trứng sau khi được thụ tinh sẽ tạo thành hợp tử. Và từ hợp tử sẽ phát triển thành cá thể non, lớn lên rồi trở thành cá thể trưởng thành. Các bạn sẽ quan sát hình ảnh minh họa cho quá trình lớn lên của hợp tử. Chúng ta có thể tóm tắt lại sự phát triển của vật nuôi qua sơ đồ như sau. Ở đây, trứng sau khi được thụ tinh sẽ tạo thành hợp tử và từ hợp tử sẽ phát triển thành cá thể non lớn lên rồi già. Và trong sự phát triển của vật nuôi luôn luôn có sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ nhau.
Hình ảnh các bạn đang quan sát đó chính là hình ảnh ba con ngan ở ba giai đoạn khác nhau. Vậy câu hỏi đưa ra cho các em như sau: quan sát vào ba con ngan, em có nhận xét gì về khối lượng, hình dạng, kích thước của cơ thể? Ở đây khi quan sát vào ba con ngan, chúng ta có thể nhận thấy đó là có sự tăng lên về khối lượng, kích thước và hình dạng thay đổi. Vậy người ta gọi sự tăng khối lượng của con ngan trong ba giai đoạn trên là gì? Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ, sự sinh trưởng. Vậy sự sinh trưởng là gì? Chúng ta có thể quan sát hình ảnh minh họa và nhận thấy luôn, sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. Các em sẽ quan sát vào hình ảnh ba con ngan tiếp theo và trả lời cho cô câu hỏi như sau: em có nhận xét gì về màu của con ngan lớn nhất? Ở đây chúng ta có thể thấy màu của con ngan lớn nhất nhìn sẽ rõ hơn so với con ngan thứ hai và có màu đỏ hơn. Vậy đặc điểm này chứng tỏ điều gì? Các em sẽ quan sát vào ví dụ tiếp theo và chúng ta sẽ khẳng định đặc điểm này chứng tỏ điều gì. Ở đây chúng ta thấy gà trống trưởng thành, màu to, đỏ, biết gáy, chân có cựa, nông mượt. Còn gà mái trưởng thành, màu đỏ, nông mượt và biết đẻ trứng. Vậy đặc điểm này cũng chứng tỏ điều gì? Đặc điểm con ngan trưởng thành có màu to, đỏ hơn. Con gà trống biết gáy, con gà mái biết đẻ trứng thể hiện sự phát dục của con vật. Vậy thế nào là sự phát dục của giống vật nuôi? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu vào phần hai nhỏ, sự phát dục. Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. Cụ thể, các em sẽ quan sát vào hình ảnh minh họa cho sự phát dục của vật nuôi từ cá thể non phát triển thành cá thể trưởng thành. Ở đây, khi còn nhỏ, cùng với sự phát triển của cơ thể, buồng trứng của con cái lớn dần, đó là sự sinh trưởng của buồng trứng. Khi đã lớn, buồng trứng của con cái bắt đầu sản sinh ra trứng, đó là sự phát dục của buồng trứng. Để hiểu rõ hơn về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi thì các em sẽ hoàn thiện cho cô bài tập sau bằng cách đánh dấu X để phân biệt những biến đổi nào của cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục. Cụ thể, các em sẽ quan sát vào thông tin trong bảng. Những biến đổi của cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng hay sự phát dục, chúng ta cùng tìm hiểu. Cụ thể, xương ống chân của B dài thêm 5 cm. Ở đây thuộc sự sinh trưởng. Thể trọng lợn con từ 5 kg tăng lên 8 kg, thuộc sự sinh trưởng. Gà trống biết gáy, thuộc sự phát dục. Gà mái bắt đầu đẻ trứng, thuộc sự phát dục. Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa, thuộc sự sinh trưởng. Vậy qua bảng này chúng ta có thể nhận ra những biến đổi của cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng hay sự phát dục. Các em có thể lấy thêm số ví dụ về sự sinh trưởng và sự phát dục trong thực tế của vật nuôi. Vậy yếu tố nào sẽ tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 2 lớn. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Các em sẽ quan sát vào thông tin sách giáo khoa đưa ra. Chúng ta có thể thấy sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi chịu ảnh hưởng bởi các đặc điểm di truyền và điều kiện ngoại cảnh như nuôi dưỡng, chăm sóc. Yếu tố di truyền ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vật nuôi, chúng ta có thể quan sát vào ví dụ đối với giống heo rừng hay còn gọi là giống lợn rừng lai. Ở đây, ở giai đoạn hợp tử đạt 0,4 mg, thú sơ sinh đạt 0,5 đến 0,8 kg, nuôi 150 ngày tuổi thì đạt 40 kg và nuôi 2 năm tuổi thì đạt 70 kg. Giống lợn đại bạch hay là giống heo đại bạch
Ở giai đoạn hợp tử thì bằng với giống heo rừng, nhưng khi sinh ra thì đạt từ 0,8 đến 1,2 kg, 150 ngày tuổi thì đạt 95 đến 120 kg, 2 năm tuổi thì đạt trọng lượng 200 kg. Ở đây chúng ta có nuôi tốt giống heo rừng đi chăng nữa, cho chăm sóc dinh dưỡng tốt thì cũng không thể đạt trọng lượng từ 70 đến 200 kg giống như giống heo đại bạch được. Vậy ở đây chúng ta thấy yếu tố di truyền sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, để ảnh hưởng đến kích thước khối lượng của cơ thể vật nuôi. Yếu tố di truyền ảnh hưởng đến sự phát dục. Cụ thể chúng ta sẽ quan sát vào ví dụ giống lợn rừng, thời kỳ sinh sản bắt đầu từ lúc 4 đến 5 tháng tuổi. Giống lợn đại bạch, thời kỳ sinh sản bắt đầu lúc 6 đến 7 tháng tuổi. Ở đây chúng ta nuôi dưỡng chăm sóc tốt cho giống lợn đại bạch thì cũng không thể rút ngắn thời gian sinh sản của nó xuống giống như lợn rừng lúc 4 đến 5 tháng tuổi. Vì vậy, qua đó chúng ta có thể khẳng định rằng yếu tố di truyền sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của các loại giống vật nuôi. Hiện nay thường áp dụng những biện pháp nào để điều khiển một số đặc điểm di truyền của vật nuôi? Để điều khiển một số đặc điểm di truyền của vật nuôi, người ta sẽ áp dụng biện pháp chọn giống, chọn ghép con đực với con cái cho sinh sản. Kết hợp các biện pháp kỹ thuật, con người có thể điều khiển một số đặc điểm di truyền của vật nuôi, tạo ra những giống vật nuôi đúng theo yêu cầu. Chúng ta có thể quan sát một số giống vật nuôi minh họa, ví dụ như là gà ta. Ở đây, yêu cầu đó là đẻ ít, ấp trứng, nuôi con tốt. Còn gà công nghiệp thì yêu cầu đó là đẻ nhiều, không ấp trứng. Ngoài ra, con người cũng có thể dùng biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi để đạt hiệu quả chăn nuôi cao hơn. Thế nào là chọn giống vật nuôi? Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 3 lớn, khái niệm về chọn giống vật nuôi. Câu hỏi đầu tiên cô giáo đưa ra cho các bạn đó chính là: khi chọn gà để nuôi, theo em thường chọn gà con như thế nào? Khi chọn gà để nuôi, chúng ta sẽ chọn những con gà con nông bông, nhanh nhẹn, to khỏe, mắt sáng, chân khép kín, nông mượt, có màu đặc trưng của giống. Loại bỏ những con vẹo mỏ, khèo chân, hỏng mắt, bụng sệ, bông bết. Vậy, mục đích của việc chọn những con gà có đặc điểm như thế để làm gì? Để đáp ứng mục đích của người chăn nuôi như lấy trứng, lấy thịt, cho năng suất cao. Vậy qua những gì chúng ta tìm hiểu ở trên, theo em, thế nào là chọn giống vật nuôi? Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống, gọi là chọn giống vật nuôi. Có những phương pháp chọn giống vật nuôi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 4, một số phương pháp chọn giống vật nuôi. Có rất nhiều phương pháp chọn giống vật nuôi. Vậy cụ thể, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp chọn giống vật nuôi nào. Câu hỏi đầu tiên cô giáo muốn đặt ra cho các bạn đó chính là: muốn đàn vật nuôi có những đặc điểm tốt của giống thì bố mẹ chúng phải như thế nào? Thì bố mẹ phải là giống tốt. Vậy em hãy cho biết có mấy phương pháp chọn giống vật nuôi? Ở bài học ngày hôm nay, cô giáo sẽ giới thiệu cho các bạn hai phương pháp chọn giống vật nuôi, đó chính là phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất. Một nhỏ,
chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp chọn lọc hàng loạt. Các em sẽ quan sát, ví dụ sau. Tiêu chí để chọn lợn con làm giống là mình tròn, lưng thẳng, bụng không sệ, mông nở, bốn chân cứng cáp, móng chân gọn, có 10 đến 12 vú, vú đều và lở. Trong một đàn lợn con, nếu những con nào đạt được tiêu chí trên thì được chọn làm giống. Đó là phương pháp chọn lọc hàng loạt. Vậy, chọn lọc hàng loạt là gì? Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước, lựa chọn từ trong đàn vật nuôi những cá thể chất để làm giống. Đó chính là phương pháp chọn lọc hàng loạt. Để hiểu rõ hơn về phương pháp chọn lọc hàng loạt, các em sẽ hoàn thiện cho cô bài tập sau. Bằng cách đó là dựa vào tiêu chuẩn đưa ra, các em sẽ lựa chọn giống lợn móng cái để làm giống. Ở đây, tiêu chuẩn lợn móng cái đưa ra như sau. Lợn móng cái 6 tháng tuổi, khối lượng đạt 22 kg trở lên, dài thân đạt 70 cm trở lên, vòng ngực đạt 64 cm trở lên. Dựa vào tiêu chuẩn đã định trước đưa ra, các em hãy lựa chọn những con tiếp tục giữ lại làm giống ở trong bảng sau. Vật nuôi mang số 13689 với khối lượng, vòng ngực, dài thân. Vậy dựa vào các cái tiêu chuẩn chúng ta đưa ra ở trên, chúng ta sẽ lựa chọn con vật thích hợp để giữ lại làm giống. Vậy là dựa vào tiêu chuẩn chúng ta đưa ra, chúng ta có thể lựa chọn được ngay con vật nuôi mang số 6, khối lượng đạt 23 kg, vòng ngực đạt 71 cm, dài thân đạt 65 cm. Vậy là các cái tiêu chuẩn đưa ra chúng ta thấy là đều phù hợp. Chúng ta cùng tìm hiểu vào phương pháp chọn giống vật nuôi tiếp theo. Hai nhỏ, phương pháp kiểm tra năng suất. Vậy thế nào là phương pháp kiểm tra năng suất? Phương pháp kiểm tra năng suất là các vật nuôi được nuôi trong điều kiện chuẩn và dựa vào kết quả đạt được và tiêu chuẩn định trước, chọn những cá thể tốt làm giống. Đó là phương pháp kiểm tra năng suất, hay còn gọi là phương pháp kiểm tra cá thể. Và ở nước ta đang áp dụng phương pháp kiểm tra cá thể với lợn đực và lợn cái ở giai đoạn 90 đến 300 ngày tuổi, rồi căn cứ vào cân nặng, mức tiêu tốn thức ăn, độ dày mỡ lưng để quyết định chọn lọc lợn giống. Và phương pháp này cũng được áp dụng để chọn lọc tất cả các loại vật nuôi tại các cơ sở giống. Chọn phối là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 5, chọn phối. Một nhỏ, thế nào là chọn phối? Các em quan sát các ví dụ sau. Ví dụ 1, cho lợn móng cái ghép đôi với lợn móng cái đực và thế hệ lợn móng cái con. Ví dụ 2, lợn móng cái ghép đôi với lợn Nandrat đực và thế hệ con nai. Quan sát vào hai ví dụ, các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi như sau. Em hãy cho biết thế nào là chọn phối. Chúng ta có thể thấy rằng chọn phối là chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi, gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối. Vậy có những phương pháp chọn phối nào? Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 2 nhỏ, các phương pháp chọn phối. Chúng ta cùng quan sát ví dụ 1. Cô giáo có gà trống giống gì cho ghép đôi với gà mái giống gì, chúng ta được đàn gà ri. Ví dụ 2, cho gà trống giống rốt ghép đôi với gà mái giống gì, chúng ta được thế hệ con nai gà rốt ri. Quan sát và so sánh sự khác nhau trong cách chọn phối giữa hai ví dụ sau. Chúng ta có thể thấy đối với ví dụ 1 là chọn ghép đôi con đực và con cái cùng giống. Ví dụ 2, chọn ghép đôi con đực với con cái khác giống. Vậy từ hai ví dụ trên, em hãy cho biết có mấy phương pháp chọn phối
Từ hai ví dụ chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta có thể thấy có hai phương pháp chọn phối, đó là chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống. Chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống có đặc điểm gì khác nhau? Các em sẽ hoàn thiện thông tin vào trong bảng chọn phối cùng giống, chọn phối khác giống. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, mục đích, ví dụ. Chọn phối cùng giống, khái niệm đó là chọn ghép con đực và con cái trong cùng giống đó, mục đích nhân nên một giống tốt. Ví dụ, chúng ta sẽ ghép gà trống nơ go với gà mái lơ go. Chọn phối khác giống, khái niệm đó là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau, mục đích tạo được thế hệ con có nhiều đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng. Ví dụ, chúng ta sẽ ghép gà trống rốt với gà mái si. Vậy là từ bảng so sánh chúng ta đã hiểu được phương pháp chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống. Ở đây, tùy theo mục đích của công tác giống mà chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp chọn làm sao cho nó phù hợp với mục đích. Các em sẽ hoàn thiện cho câu bài tập sau. Câu 1. Chọn con đực ghép đôi với con cái trong cùng một giống cho sinh sản gọi là A. Chọn phối khác giống. B. Chọn ghép đôi. C. Chọn phối cùng giống. D. Lai tạo giống. Dựa vào kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu ở trên, cô nghĩ rằng các bạn sẽ lựa chọn được ngay phương án trả lời. Đó chính là phương án C. Chọn phối cùng giống. Câu thứ 2. Muốn có giống gà rốt di có khả năng thích nghi tốt, có sức sản xuất cao, người ta phải làm thế nào? A. Chọn phối gà trống rốt với gà mái rốt. B. Chọn phối gà trống rốt với gà mái di. C. Chọn phối gà giống ri với gà mái di. D. Tất cả đều sai. Phương án đúng của câu hỏi này đó chính là phương án B. Chúng ta sẽ chọn phối gà trống rốt với gà mái di thì chúng ta sẽ được giống gà rốt di có khả năng thích nghi tốt, có sức sản xuất cao. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài học ngày hôm nay. Sau khi học xong nội dung bài học ngày hôm nay, các em cần thực hiện cho cô những yêu cầu như sau. Thứ nhất, học bài và trả lời câu hỏi số 2, trang 88, câu hỏi số 1, trang 90, câu số 1, trang 92, sách giáo khoa. Thứ hai, xem và chuẩn bị trước chủ đề nhận biết một số giống gà, lợn, heo qua quan sát ngoại hình. Và chủ đề của bài học sau chúng ta sẽ tích hợp mục 1, mục 2, bước 1, mục 3, bài 35, mục 2, bước 1, mục 3, bài 36. Thứ ba, siêu tầm tranh ảnh về các giống gà, giống lợn. Thứ tư, nhận xét ngoại hình của các giống gà, giống lợn có ở địa phương. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Chúc các em học tốt!